chúng con bài học sinh dân mít lại cho sư. Dạ con không thấy. Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ con, dạ sư huy niệm chắc bị rớt mạng rồi. Sa thú sa thú. À, kính kính cảm ơn Như Quỳnh nha, đã thỉnh pháp sư. Chắc sư cái đường mạng của sư viện sao mới thấy sư vô là sư ồ. Thấy sư huy niệm, sư huy niệm có nghe được âm thanh của cho con xin tín hiệu ạ. À, sư ơi nếu mà sư không có nghe được á, sư nghe gần sư có thể mình đi ra khỏi room luôn đó sư, rồi mình log out rồi xong rồi mình log in vô lại sư, nếu mà đường đường truyền của sư bị có vấn đề sư vẫn nghe được. À, dạ con xin xuống mic, con dâng mic lại cho sư nha sư. Dạ con kính dâng mic lại cho sư. Dạ kính đảnh lễ Đệ Đức Thanh Tâm, Đệ Đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức tăng. Con xin thân chào toàn thể quý vị có mặt ở trong lớp học Nguyên Như Kỳ Viên. Quý vị có thể cho sư biết ở bên đó quý vị nghe có được rõ hay không? Lúc đầu thì nó không sao, nhưng mà sau tự nhiên chỉnh âm thanh lớn một chút. Số kỳ vậy ta. Bên đó quý vị có nghe rõ hay không ạ? Bởi vì sư thấy hình như có một vài như cô Nguyên Trang chẳng hạn nghe không rõ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học bài hôm nay. Thưa quý vị, có thể sau buổi học quý vị có thể cho sư một cái thông báo cụ thể về cái thời gian sinh hoạt, bởi vì như ngày hôm qua ở trong lớp học Buddha Dhamma, sư có được các vị ở trong lớp học mà báo có cái sự thay đổi giờ, múi giờ, cho nên cái giờ sinh hoạt của mình nó có thể là sớm hơn hay là trễ hơn thì sư không có được biết. Tuy nhiên rằng ở đây phần lớn các vị cũng có những vị ở bên nước ngoài á, cho nên nếu như có thay đổi về giờ giấc thì quý vị có thể cho sư biết rõ, tính theo giờ Việt Nam đi, bởi vì sư đang ở Việt Nam cho nên cho nên sư chỉ quan tâm đến cái giờ ở Việt Nam thôi, chứ sư đâu có xài giờ ở bên Mỹ đâu hay là ở bên các nước khác đâu. Rồi, bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo. Phần trước khi nói đến câu hỏi của Đức Vua và được Ngài Nagasena, Ngài trả lời tuần tự về năm cái năm chi. Năm chi pháp này, thưa quý vị, nó dựa trên
năm năm căn, năm căn và năm lực, đó chính là tính tấn niệm định tuệ. Và đợt trước chúng ta đã học đến chi pháp thứ hai rồi, đó là tấn rồi. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu thêm một pháp nữa, đó chính là nói về sati niệm. Và bây giờ thì sư mời quý vị Phật tử trong lớp, chúng ta có bài ở trước mặt á. Hôm nay chúng ta đọc cái phần chánh văn đoạn số 13. Đó là từ câu hỏi Đức Vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, niệm có gì là tướng trạng? Đó, mình đọc hết đến đến cái phần cuối cùng của đoạn số 13 thôi là ok. Sau đó sư sẽ trình bày cho lớp học hôm nay chúng ta về cái phần này. Rồi bây giờ sư mời quý vị. Nam mô Bích Thay giá. Dạ một lần nữa, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Huy Niệm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính lễ cô tu nữ Khê Ma, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, không biết đạo tràng có nghe âm thanh của con được rõ không ạ? À? Dạ con xin đọc phần chánh kinh. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh của con rõ cho con xin tín hiệu để con biết con chỉnh nghe rõ. Dạ con cảm ơn cô Khê Ma, cảm ơn chị Diệu Đạt. Dạ con xin đọc phần chánh kinh nè. Dạ con không biết là có vị nào có thể post phần chánh kinh không? Như Quỳnh có thể post được không ạ? À? Hay là Thi Lâm? Dạ con xin đọc trước ạ. À. 13. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, niệm có gì là tướng trạng? Vương: Niệm có sự không lơ đễnh là tướng trạng, có sự nắm lấy là tướng trạng. Thưa ngài, niệm có sự không lơ đễnh là tướng trạng nghĩa là thế nào? Tâu đại vương: Niệm trong khi được sanh lên thì không lơ đễnh các pháp, có sự xen lẫn là thiện, bất thiện, có tội, không có tội, hạ liệt, cao quý, đen, trắng, rằng. Đây là bốn sự thiết lập niệm. Đây là bốn chánh cần. Đây là bốn nền tảng của thần thông. Đây là năm quyền. Đây là năm lực. Đây là bản chi phần, như đến giác ngộ. Đây là thánh đạo, tám chi phần. Đây là chỉ tịnh. Đây là minh sát. Đây là minh. Đây là giải thoát. Nhờ đó thành con đọc đúng rồi đúng không sư Huy Huy Niệm? Dạ con đọc phần 13 đúng không sư? Dạ. Nhờ đó hành giả thực hành các pháp nên thực hành, không thực hành các pháp không nên thực hành, thân cận các pháp nên thân cận, không thân cận các pháp không nên thân cận. Tâu đại vương, có sự không lơ đễnh là tướng trạng nghĩa là như vậy. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như viên quan dự kho của Đức Chuyển Luân Vương sáng chiều nhắc nhở cho Đức Chuyển Luân Vương về sự vinh quang rằng: Tâu bệ hạ, ngài có chừng này voi, chừng này ngựa, chừng này cỗ xe, chừng này bộ binh, chừng này vàng khối, chừng này vàng rồng, chừng này tài sản. Xin bệ hạ hãy ghi nhớ điều ấy và không lơ đễnh về tài sản của đức vua. Tâu đại vương, tương tự y như thế, niệm trong khi được sanh lên thì không lơ đễnh các pháp, có sự xen lẫn đến thiện, có sự xen lẫn là thiện, bất thiện, có tội, không có tội, hạ liệt, cao quý, đen trắng, rằng.
Đây là bốn sự thiết lập niệm. Đây là bốn chánh cần. Đây là bốn nền tảng của thần thông. Đây là năm quyền. Đây là năm lực. Là bản chi phần đưa đến giác ngộ. Đây là thánh đạo tám chi phần. Đây là chỉ tịnh. Đây là minh sát. Đây là minh. Đây là giải thoát. Nhờ đó, hành giả thực hành các pháp nên thực hành. Không thực hành các pháp không nên thực hành. Thân cận các pháp nên thân cận. Không thân cận các pháp không nên thân cận. Tâu Đại Vương, niệm có sự không lơ đễnh là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Thưa Ngài, niệm có sự nắm lấy là tướng trạng, nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, niệm trong khi được sanh lên thì xem xét các hành vi của các pháp có lợi ích và không có lợi ích rằng các pháp này có lợi ích, các pháp này không có lợi ích, các pháp này hữu dụng, các pháp này không hữu dụng. Nhờ đó, hành giả bỏ đi các pháp không có lợi ích, nắm lấy các pháp có lợi ích, bỏ đi các pháp không hữu dụng, nắm lấy các pháp hữu dụng. Tâu Đại Vương, nắm lấy quả là như vậy. Tâu Đại Vương, niệm có sự nắm lấy là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như vị tướng quân báo của Đức Chuyển Luân Thánh Vương biết được quyền lợi ích và không lợi ích cho Đức Vua rằng đối với Đức Vua, các điều này có lợi ích, các điều này không có lợi ích. Các điều này hữu dụng, các điều này không hữu dụng. Nhờ đó, bỏ đi các điều không có lợi ích, nắm lấy các điều có lợi ích. Bỏ đi các điều không hữu dụng, nắm lấy các điều hữu dụng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, niệm trong khi được sanh lên, thì xem xét các hành vi của các pháp có lợi ích và không có lợi ích rằng các pháp này có lợi ích, các pháp này không có lợi ích, các pháp này hữu dụng, các pháp này không hữu dụng. Nhờ đó, các hành giả bỏ đi các pháp không có lợi ích, nắm lấy các pháp có lợi ích. Bỏ đi các pháp không hữu dụng, nắm lấy các pháp không hữu dụng. Tâu Đại Vương, niệm có sự nắm lấy, tướng trạng, nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói rằng, này các tỳ khưu, ta nói rằng niệm quả là có lợi ích về mọi mặt. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ, sau đây con kính thỉnh sư Huy Niệm giảng dạy phần chánh kinh câu số 13. Dạ, con kính dâng mic lại cho sư. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng đã nghe bài chánh kinh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con không biết sư Huy Niệm có nghe được âm thanh của con không ạ? Con kính cung thỉnh bàn tay của sư ạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe âm thanh được của con không ạ? Dạ, sa thú con thấy bàn tay của sư. Dạ, con xin xuống mít ạ.
Dạ, kính đảnh lễ Chư Tăng, xin thân chào quý vị. Bây giờ quý vị có nghe rõ hay chưa? Ủa sao bên đây cái mạng của sư nó kỳ quá ta? Sư nghe quý vị không có rõ, có nghĩa là nó bị đứt khúc á, rất là nhiều. Chỉ nghe được lốm đốm vài từ thôi. Nhưng mà bây giờ ở bên đó quý vị nghe sư bên đây sư nói rõ rồi đúng không? À, thôi vậy tốt rồi. Là chắc cái số của sư là chỉ có nói cho người khác nghe thôi chứ không có được nghe người khác nói. Rồi, bây giờ để không có mất thời gian, hôm nay cái bài học của chúng ta rất là quan trọng đó thưa quý vị. À, quan trọng cho cái việc tu tập của mình rất là nhiều. Bởi vì chi pháp niệm này phải nói rằng là một cái chi pháp nó có thể nói là được xem như áp dụng mà rất nhiều trong các lĩnh vực thiện pháp, kể cả từ những cái pháp môn tu tập cơ bản như là lúc mà mình làm những việc thiện công đức bình thường thôi đó, mà có niệm kèm theo nó cũng khác nữa, và thậm chí nó là một cái nền móng rất là quan trọng cho cái đạo lộ hướng đến chứng đắc các pháp thượng nhân như là thiền định và pháp siêu thế thưa quý vị. Trong 37 phẩm trợ đạo đó, thì bốn pháp niệm xứ được liệt kê đầu tiên, cho nên chúng ta cũng hiểu được cái tầm quan trọng rồi. Và hơn nữa ở trong cái bài kinh thập thượng đó, thì ngài Xá Lợi Phất ngài cũng đã từng có thuyết giảng đến là một pháp đa tác dụng, một pháp đa tác dụng có nghĩa là nó có thể có được nhiều cái sự lợi ích, nó rất là hữu hiệu trong mọi hoàn cảnh, trong bất cứ những hoàn cảnh nào, đó chính là bất phóng dật đối với các thiện pháp. Bất phóng dật Appamando thưa quý vị, đó là một cái tên gọi khác của niệm, tức là không có chánh mãn, không có lơi là đó. Rồi, trước khi bắt đầu thì chúng ta làm lễ Tam Bảo, sau đó mình sẽ học bài ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng Đấng Chánh Đẳng Giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con thành kính đem hết lòng thành kính đem đảnh lễ chư tăng, những bậc đã được quyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Toàn thể chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. À, thưa quý vị, có thể nói rằng phàm phu chúng ta thường xuyên bị một cái bệnh rất là nghiêm trọng, cái tật rất là lớn. Chính bởi cái nguyên nhân này mà chúng ta không có thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là bất thiện. Và do cái sự không có nhận định rõ được những điều gì nên và không nên, những điều gì tốt, những điều gì xấu, những điều gì có lợi ích và những điều gì không có lợi ích. Cho nên từ đây cái việc nhận thức của mỗi con người ở thưa quý vị nó cao quý hơn đối với lĩnh vực về đạo đức cũng như về những cái sự khôn khéo, những sở hành, sự chân chánh là nó nằm ở chỗ này thưa quý vị. Cái pháp đó đó chính là mình thiếu cái sati, thiếu cái niệm. Và có thể nói rằng là cái tật của chúng sanh phần lớn ở trong vòng luân hồi thưa quý vị, cái sự quên mình, cái sự chảnh mãn. Cho nên từ đây chúng ta dễ dàng bị phan duyên theo trần cảnh, bị lăn trôi bất chấp những cái gì thuộc về
luân thường, đạo đức hoặc là đúng sai. Và từ cái sự không có phân biệt này, nó đã dẫn đến cái việc mình tạo những cái ác nghiệp, thưa quý vị, làm khổ mình, làm khổ mọi người, làm khổ mọi người. Thưa quý vị, trong bài học này đề cập đến sát tín, xuất phát từ cái ngữ căn gốc của sát tín có cái nghĩa là từ ngữ căn sát S A R, căn sát. Căn sát có nghĩa là nhớ đến, nhớ đến. Thì từ ngữ căn sát này chúng ta có động từ sát phát tí. Sư phải dẫn dắt cho quý vị từ cái nguồn gốc để mà mình hiểu rõ ràng về cái trạng thái, về cái tướng trạng của pháp này. Sau này mình dễ dàng phân biệt hơn, mình dễ dàng phân biệt hơn trong cái lĩnh vực tu tập. Nếu như mà những lúc nào mà mình muốn tu á, mà phát triển cái sự định tĩnh, phát triển cái sự tỉnh giác, thì mình biết được trạng thái này nó đang ở trong tâm như thế nào, nó dễ dàng hơn, thưa quý vị. Thì từ căn sát chúng ta có động từ sát đó tí, có nghĩa là ghi nhớ hay là mang theo. Sát tí, thưa quý vị, chúng ta gọi vắn tắt là niệm, nhưng mà đây là một cái từ nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên của nó có nghĩa là sự chú ý, ghi nhớ. Và đôi lúc nó có một số những cái ý nghĩa khác, như là thận trọng ghi nhận, sự hay biết, sự hay biết, sự ghi nhớ, thận trọng ghi nhận, hay biết, quan sát, quan sát. Ở bên một số những trường thiền, các vị thiền sư cũng có sử dụng cái từ gọi là quan sát, observe. Ở trong bộ pháp tụ, thưa quý vị, Dhammasangani, ở trong bộ Dhammasangani, tức là bộ pháp tụ, một trong số 7 bộ của Atidàm, 7 bộ trong chánh tạng của Vi Diệu Pháp, thì nghĩa về sát tín này như sau: thế nào là niệm trong khi ấy? Trong khi đó, pháp là sự ghi nhớ, sự tùy niệm, sự tưởng niệm, trạng thái ký ức, cách ghi nhận không lơ đễnh, không quên. Niệm là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm. Đây là niệm quyền trong khi ấy, đây là niệm quyền trong khi ấy. Sở dĩ ở trong phần được đề cập ở Dhammasangani xác định đây là niệm quyền, cái chữ quyền ở, thưa quý vị, Indriya, Indriya có nghĩa là lãnh vực, cai quản. Chúng ta nên nhớ, tức là ở đây trình bày về cái lãnh vực, cái lãnh vực phạm vi, phận sự, trạng thái, của niệm. Nó làm những cái công việc như là nó là sự tưởng niệm, ký ức, ghi nhận không lơ đễnh, không quên, không quên. Thì tất cả những cái sự trình bày này, đó chính là niệm, là niệm. Ở một nơi khi mà chúng ta học về thuộc tính của một pháp đó, thưa quý vị, thì quý vị ở đây chúng ta nên nhớ rằng mình phải nhìn nhận theo bốn khía cạnh. Thứ nhất đó chính là trạng thái, rồi kế đến là phận sự của pháp đó, trạng thái của pháp đó, phận sự của pháp đó, thành tựu của pháp đó, và cuối cùng là nguyên nhất làm sản sinh ra pháp đó.
đối với sát tiết thì có trạng thái là apilana lakkhana, tức là không có trôi nổi. Sư trình bày hết rồi sau đó sư sẽ giảng cho quý vị là không trôi nổi là như thế nào. Trạng thái của niệm có nghĩa là không có trôi nổi, thưa quý vị, không có trôi nổi. Và thứ hai là phận sự tức là cái công việc đó, công việc của pháp này. Asammo sarasa, phận sự của niệm là không có quên lãng, không có quên lãng, hay là mình có là nó nhận biết rất là rõ ràng. Và thứ ba là thành tựu Arakkha Uppatthana. Thành tựu của niệm có hai. Thứ nhất đó là canh giữ, bảo vệ, hay là đạt được cao tột trong sự tu tập. Đó là thành tựu của niệm. Và cuối cùng nhân gần tức là nhân cần thiết, nguyên nhân gần nhất để phát sanh ra niệm, đó là thira sanh nhà padatthana, có tưởng vững mạnh. Thưa quý vị, như thế nào được gọi là không trôi nổi? Như thế nào được gọi là không trôi nổi? Bởi vì khi niệm á, mà nó đã sanh lên sanh lên ở trong tâm thì nó sẽ giúp cho tâm chìm vào cảnh rất là sâu. Chính vì thế mà những người á, mà làm hay nói hay suy nghĩ những cái gì mà nó có đi kèm với niệm á, thưa quý vị, cái sự ghi nhớ của người ta rất là rõ, không có mơ hồ. Không có mơ hồ là do bởi cái trạng thái của niệm á, nó làm cho tâm rất là khăng khít, chìm vào đối tượng. Và những đối tượng ở đây chúng ta phải nên hiểu là những đối tượng nên chứ không phải là những đối tượng như là chẳng hạn như trong những cái trạng thái khi mà biết cảnh trong lĩnh vực của tâm bất thiện thì nó lại không, đôi khi chúng ta cũng nhớ có những pháp mà chúng ta thá dính mắc về một cuộc tình chẳng hạn, rồi một sự việc đau khổ trong cuộc đời vân vân, chúng ta nhớ rất rõ, nhưng mà lát nữa sư sẽ giảng, bởi vì nó có cái sự phân biệt thuộc tính của các pháp. Thì trạng thái của niệm có nghĩa là không có trôi nổi, nó chìm vào những pháp cần phải chìm vào, những pháp cần thiết. Có thể ví như là khi mà mình ném cục đá xuống, thưa quý vị, xuống nước thì cục đá nó cái sức nặng của cục đá nó chìm xuống cái đáy hồ, chứ nó không có trôi nổi, y như là mình bỏ một cái miếng mousse, một cái trái bầu rỗng ruột, nó lềnh bềnh, nó rất là hời hợt, nó không có chìm sâu vào bên trong. Đó là cái trạng thái của niệm, thưa quý vị. Và thứ hai là phần sự của niệm là không quên lãng. Một khi niệm đã sanh lên rồi, nó sẽ nhớ rất rõ. Sở dĩ nó nhớ rất rõ, đầy đủ, trọn vẹn và vững chắc, không có sự mơ hồ, là do bởi trạng thái của niệm khi mà nó tiếp xúc với cảnh thì nó chìm sâu vào đối tượng. Cho nên cái phận sự của niệm đó là không quên lãng. Quý vị bên đó khi nào mà chúng ta có trục trặc về vấn đề nghe bị đứt khoảng hay là không có nghe, quý vị báo cho sư biết liền nha. Rồi cuối cùng là nhân thành tựu, thưa quý vị, thành tựu tức là khi niệm sanh lên rồi á,
nó có trạng thái như vậy, nó có công việc làm của nó như vậy, vậy thì nó sẽ được cái gì? Nó sẽ được cái gì? Thì thưa quý vị, khi niệm sanh lên rồi, nó có được cái sự thành tựu là bảo vệ và canh giữ. Bảo vệ và canh giữ ở đây tức là bảo vệ cho tâm, bảo vệ cho tâm không có bị chiếm ngự bởi những bất thiện pháp. Cho nên chính vì thế mà cái chi pháp để mà thu thúc lục căn đó thưa quý vị, đó chính là niệm. Đó chính là niệm, nó gìn giữ thưa quý vị, nó bảo vệ cho sáu cái căn môn đó nó không bị xâm nhập chiếm ngự bởi những cái ác bất thiện pháp. Và thứ hai, đó là thành tựu thứ hai, đó là một cái khía cạnh đầu tiên của sự thành tựu của niệm, đó là bảo vệ canh giữ. Và thứ hai đó là đạt được sao tột trong việc tu tập, đó là thành tựu của niệm. Như chúng ta thấy trong 37 phẩm trợ đạo thưa quý vị, bốn pháp đầu tiên làm nền ăn, cũng giống như là một cái nền móng vững chắc để xây dựng tất cả chi phần còn lại, đó chính là bốn pháp niệm xứ. Bốn pháp niệm xứ thì từ đây thưa quý vị, từ nền tảng của niệm thì mới dẫn đến đắc định sắc giới, vô sắc giới. Không có thiền nào mà không cần phải có niệm đó, thưa quý vị. Chúng ta nên nhớ điều đó. Nó chỉ khác nhau ở cái vấn đề là cái đối tượng mà tâm nó ghi nhận mà thôi. Đối với đối tượng của thiền định thì tâm chúng ta ghi nhận những kāsīnā, chẳng hạn như là đất, nước, lửa, gió, xanh, đỏ, trắng, vàng, hư không, vân vân, hoặc là tử thi, hoặc là hơi thở, vân vân. Còn đối với lĩnh vực tu tập tuệ quán thì niệm nó lấy cảnh đó chính là thân tâm, hay chúng ta còn gọi một cái danh từ chuyên môn đó chính là danh pháp và sắc pháp, danh sắc pháp. Cho nên cái chuyện tu tập dù là chỉ hay quán thì niệm cũng rất là quan trọng. Hơn nữa đề cập đến tầm quan trọng này làm nền tảng cho việc tu tập các pháp cao tột thì chúng ta thấy trong năm pháp đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thì năm pháp này trong lúc chúng ta tu tập có hai cặp mình cần phải balance, tức là cân bằng. Nếu như mà một pháp nào đó mình để cho nó quá sụt thì nó sẽ có thể sản sinh số những cái phản ứng phụ làm cho tâm rơi. Từ đó, từ cái nguyên nhân đó mà nó bị sanh ra một số pháp bất thiện, bất thiện tùy theo cái nhân duyên mà do mình không có khéo cân bằng. Đó chính là giữa cái cặp đầu tiên là trí tuệ và niềm tin, niềm tin và trí tuệ. Hai pháp này là phải tu tập giữ cái sự cân bằng của nó. Bởi vì tại sao thưa quý vị, nếu như mà mình niềm tin của mình phát triển nó không cân bằng kèm theo trí tuệ á, trí nó yếu quá đó, thì đôi khi cái niềm tin của mình đến một lúc nào đó nó có thể bị lạc hướng, nó có thể bị lạc hướng. Cho nên cần phải có cái sự chống đỡ cân bằng giữa niềm tin và trí. Và ngược lại, cái người á, mà thiên về trí tuệ á, chỉ có chăm chú phát triển về tuệ nhưng mà lại hời hợt, không có phát triển về niềm tin nhiều, thì cái sự đến một lúc nào đó vị này có thể bị rơi vào cái trạng thái là tâm nó quá nhiều những cái nghi hoặc. Bởi vì cái người trí á, thưa quý vị, thường người ta hay thắc mắc lắm. Người ta hay thắc mắc lắm, người ta hay đi tìm hiểu lắm. Mà có những lĩnh vực chúng ta ở trong cái trạng thái phàm phu á, mình suy nghĩ không thể tháo được, mà do bởi mình quá tự mãn đối với trí của mình cho rằng cái gì mình suy nghĩ không ra thì cái đó nó là sẽ có vấn đề. Nhưng mà mình đâu có biết là
chính bản thân mình nó có vấn đề. Cho nên có những trường hợp chúng ta phải phải nương theo cái lòng tin, cái lòng tin đi kèm với trí tuệ là như thế, thưa quý vị. Đó là cặp thứ nhất. Cái cặp thứ hai đó là định và tinh tấn. Định và tinh tấn, đây cũng là một cặp hai pháp cần phải được balance, cần phải được quân bình, giữ thăng bằng. Bởi vì nếu như mà chúng ta quá tinh tấn, đúng không, mà chúng ta không có cái thuộc tính của sự định tĩnh, lắng yên, sự trầm tĩnh, sự yên lặng của nội tâm, thì có một lúc nào đó do tinh tấn quá mức, chúng ta có thể bị rơi vào trạng thái dao động. Rơi vào trạng thái dao động. Rồi ngược lại cũng vậy nữa. Ngược lại cũng vậy nữa. Nếu như mà cái sự định tĩnh của mình mà nó không có sự hỗ trợ kèm theo của tinh tấn á, mình cứ ngồi lim dim. Mình cứ ngồi lim dim á, thưa quý vị. Đến lúc nào đó nó có thể nó bị rơi vào trạng thái thụ động. Thụ động. Thụ động, hôn trầm thùy miên. Chuyện này nó có ạ. Cho nên đôi lúc chúng ta phải phải quán xét về những cái thuộc tính. Mà chúng ta để cách nó, thưa quý vị, quân bình. Có thể nói rằng việc tu tập nó là cả một cái sự nghệ thuật để mà lèo lái cái đời sống nội tâm của mình. Rất là khó, thưa quý vị, rất là khó. Quả thực nếu như mà mình không có được học pháp, mình không có được tiếp cận với Phật pháp và sự chỉ dạy của các bậc tiền bối, các vị trưởng lão có kinh nghiệm tu tập đi trước, là chắc mình không biết nổi những cái chuyện này đâu. Như vậy thì đó là hai cặp. Còn pháp cuối cùng đó chính là niệm. Niệm thì nó không có cần phải quân bình với pháp nào hết. Nó không cần phải quân bình với pháp nào hết. Niệm càng nhiều càng tốt. Niệm càng nhiều càng tốt. Niệm bao nhiêu cũng được hết. Cho nên chính vì vậy mà đây là một cái nền tảng rất là quan trọng, thưa quý vị. Đây là một nền tảng rất là quan trọng. Nó đưa đến cái sự bảo vệ cho đời sống nội tâm của mình. Ít bị phiền não, ít bị phiền não lắm. Người có nhiều cái thuộc tính của niệm á, làm cái gì mà mình có niệm đi kèm á, nó ít bị phiền lắm, ít bị phiền não lắm. Và thứ hai là nền tảng của việc tu tập phát triển tâm linh để đạt được định và tuệ quán. Đó là nhân thành tựu, thành tựu. Và cuối cùng là Atthisanya Patthana, Atthisanya Patthana. Nhân gần. Nhân gần ở đây chúng ta nghe từ chuyên môn thường thì lúc trước các vị cũng hay gọi một cái từ gọi là nhân cần thiết. Từ này sư thiết nghĩ rằng chúng ta hơi khó hiểu. Phải nói rằng các vị trưởng lão hồi xưa do bị ảnh hưởng bởi cái ngôn ngữ của Hán Việt của mình á, cho nên mình sử dụng từ nó gọn. Tuy nhiên đôi lúc nó cũng làm cho thời sau của mình không có học về Hán nhiều, chữ Hán nhiều, cho nên mình cũng hơi khó hiểu. Ở đây quý vị hiểu là nhân gần là gì không? Sư hỏi thật quý vị, hiểu nhân gần hay là nhân cần thiết là gì? Nhân gần có nghĩa là chúng ta nên nhớ rằng bất kỳ một pháp nào nó sanh ra nó cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng mà nguyên nhân ở đây có thể phân làm hai loại. Đó là nhân xa và nhân gần. Nhân xa và nhân gần. Chẳng hạn như ví dụ như thế này. Khi một người mà tu tập chứng đạt được thánh đạo thánh quả nào đó, hoặc là đạt được thành tựu của thiền định nào đó ngay trong hiện tại, thật ra điều này nó phải có nguyên nhân của nó. Nhưng pháp này á, thưa quý vị, nó thành tựu là nó lệ thuộc vào hai nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân xa, là vị này đã từng tích lũy ba la mật ở trong những kiếp trước, đó cũng được gọi là nhân. Chúng ta gọi là nhân xa. Còn cái nguyên nhân mà gần nhất, sát nút nhất
để mà dẫn đến cái sự chứng đắc ngay trong hiện tại, đó chính là cái sự thực hành của vị ấy, sự thực hành của vị đó, sự thực hành đúng theo đường lối chánh pháp. Đây là nhân gần. Cho nên vì thế mà đôi lúc khi mà quý vị học pháp, chúng ta không hiểu về vấn đề này cũng gây lên cái sự tranh cãi rất là nhiều. Có những vị trong trường hợp nào đó, các vị nói chỉ biết đến một cách phiến diện là đề cập đến nhân xa thôi. Chẳng hạn như khi mình nói về nghiệp quả đi, những người cho là ôi mình đã có nghiệp rồi thì đi đâu nó cũng phải bị. Nói như vậy, thật ra nó đâu có chuẩn đâu thưa quý vị. Nghiệp nó chỉ là nhân xa thôi. Nó có một nguyên nhân nữa mà có thể dẫn đến sự thành tựu. Mà nếu như mà mình khéo, mình ngăn cái nguyên nhân gần này đó, thì cái nhân xa kia nó không có đủ yếu tố để nó tác động. Cho nên ngay trong hiện tại mình đâu có thể nào sống một cách bê bối chảnh thưa quý vị. Cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề mà tế nhị, nhiều người người ta gây cái sự tranh cãi bởi vì không hiểu. Khi mình nói đến nhân xa là nói đến một lãnh vực quá khứ, nó có một khoảng cách xa, có thể là những kiếp trước hoặc là nhiều kiếp trước. Khi mình nói đến nhân gần là mình nói đến cái nguyên nhân thiết thực hiện tại, gần nhất để mà đưa đến cái pháp đó. Và có thể nói rằng không thể nào thiếu được nhân xa và nhân gần. Chẳng hạn như một người mà hưởng được cái quả an vui, cái quả an vui thì nó cũng phải có nguyên nhân xa và nguyên nhân gần. Nguyên nhân xa là người này đã từng tạo cái phước đó ở trong quá khứ. Nguyên nhân gần là ngay trong đời sống hiện tại, người này gặp được cái người hiền thiện khởi lên tâm, cho nên mới được cho đúng không? Chứ giờ mà mình ngay trong hiện tại mà mình không có gặp ai mà khởi lên tâm bố thí hả, thì như vậy đâu có ai cho mình đâu. Quý vị hiểu không? Đó, cho nên đó là nhân xa và nhân gần. Thì ở trong phần tứ, cái ý nghĩa của một pháp là nói đến nhân gần. Nói đến nhân gần đó thưa quý vị, nhân cần thiết ở đây là nói đến nhân gần. Như vậy thì ở đây nhân gần của niệm đó chính là có tưởng vững mạnh, có tưởng vững mạnh. Nó phải có được cái sự hỗ trợ của sở hữu tưởng mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Đó là cái nguyên nhân gần nhất của nó. Rồi. Sư hỏi một lần nữa quý vị ở bên đó còn nghe rõ hay không? Sư thấy màn hình nó đơ cứng, nó không có biểu hiện gì nhúc nhích hết, cho nên không biết bên đó quý vị còn nghe hay không. Rồi, sư cảm ơn. Như vậy chúng ta đã hiểu về những cái cơ bản nhất của sát tý rồi đúng không? Sát tý nó nghĩa là sự ghi nhớ. Sự ghi nhớ, cái nghĩa gốc của nó là vậy. Sự chú ý, sự ghi nhớ. Nhưng mà nó cũng có một số những cái ý nghĩa khác nữa trong một vài trường hợp, chẳng hạn như thận trọng ghi nhận, hoặc là hay biết, hoặc là quan sát, tùy theo ngữ cảnh. Và sư đã trình bày cho quý vị về bốn cái khía cạnh của sát tý rồi, cũng như những cái lời giải thích rồi. Bây giờ có một cái vấn đề thứ hai nữa, thiết nghĩ nó rất cần thiết cho quý vị trong cái việc phân biệt như thế nào để hiểu rõ thêm về cái tướng trạng của niệm. Chúng thường biết niệm được định nghĩa theo cái ý là nhớ lại đúng không? Ghi nhớ đúng không? Như vậy thì hình như và ở trong phần nhân gần á, nguyên nhân gần nhất để sanh lên niệm á, đó chính là có tưởng vững mạnh. Tưởng nó cũng là ghi nhớ thưa quý vị. Như vậy thì làm thế nào chúng ta phân biệt rõ ràng được hai pháp này? Bởi vì sở hữu tưởng nó cũng là một thành phần thuộc tính tâm sở, nó giúp cho tâm có cái sự ghi nhận những gì mà nó đã từng biết, những gì mà nó đã từng biết. Và niệm nó có cái thuộc tính là ghi nhớ. Ghi nhớ. Như vậy thì ghi nhận. Như vậy thì
hai pháp này hình như nó có cái gì đó nó hơi giống nhau. Thưa quý vị, thật ra nó không giống nhau đâu. Thật ra nó không giống nhau. Chúng ta lấy một cái ví dụ như thế này. Cái sở hữu niệm đó thưa quý vị, nó cũng giống như là chúng ta ném một viên đá mà nó chìm xuống nước. Nó chìm sâu vào trong cảnh. Còn sở hữu tưởng đó, nó không có được cái thuộc tính mạnh mẽ như vậy. Nó cũng giống như là cái trạng thái một cái miếng mousse hay là một cái trái bầu rỗng ruột để trôi trên mặt nước mà thôi. Để trôi trên mặt nước mà thôi. Cho nên chính vì vậy mà sở hữu tưởng đó, thưa quý vị, trong số 52 tâm sở nó lại nằm trong tâm sở tợ tha. Do bởi cái thuộc tính không có chìm sâu vào cảnh, không có nhớ chuẩn xác, có đúng có lúc không đúng, có lúc đúng với thực tánh pháp, có lúc không đúng với thực tánh pháp, cho nên chính vì vậy nó thuộc về cái nhóm tâm sở tợ tha. Lúc mà nó sanh lên với tâm bất thiện đó thưa quý vị, thì nó nhớ chuyện tầm bậy bạ không à. Nó nhớ toàn những cái tào lao, chuyện tầm bậy tầm bạ, không có đúng với cái thực tướng của pháp, không có đúng với chân lý, không có chính xác, đây là có tội, đây là không có tội, đây là lỗi lầm, đây là không lỗi lầm, nó nhớ không chính xác. Còn trường hợp nếu như mà nó sanh lên ở trong tâm thiện á, thì nó hỗ trợ cho niệm và cũng như đồng thời cái sự nhớ lại của nó cùng với niệm làm việc, đó là sự ghi nhớ một cách chuẩn xác. Cho nên cái thuộc tính của hai pháp này thưa quý vị, nó có vẻ như nó giống nhau, giống nhau, nhưng mà thật ra không không giống nhau, bởi vì niệm đó thưa quý vị, niệm cái sự ghi nhận nó chuẩn xác. Hoặc là có một cái ví dụ khác như thế này nữa nè. Khi mà chúng ta gặp, chúng ta đi trên một con đường nào đó, chúng ta đi trên một con đường nào đó một lần rồi, thế rồi qua lần hôm sau mình lại đi ra ngoài và chúng ta thấy một con đường khác, và mình nghĩ rằng là ồ con đường này hôm qua mình đã đi rồi, nhưng mà mình đâu có ngờ đâu, bây giờ nó có những cái khu đô thị thôi quý vị, có những con đường nó làm y chang nhau, cho nên mình không có để ý một cách kỹ, có thể chúng ta lầm lẫn. Thì điều này cũng giống như là tưởng vậy đó, cái sự ghi nhớ của tưởng nó hời hợt hơn, nó hời hợt hơn, nó không có những cái mốc, không có những cái yếu tố vững chắc để mà nó chính xác, hay nói một cách khác là nó không có chìm sâu vào trong những cái cảnh mà nó quan sát. Nhưng mà ngược lại cũng một người, chẳng hạn như hôm bữa sư đi qua bên Lào á, lên bên Lào thì quý vị biết rồi, mình đi qua cái nơi lạ mà khi mà mình đi ra ngoài, cái việc tốt nhất của mình á, là mình muốn đừng có bị lạc đường, là mình nên có sự ghi nhận.
Dạ, bên đó quý vị có nghe lại chưa? Cái ban thoát mới này đúng thiệt. Chưa có xài quen cho nên cái việc quan sát để mà mình sử dụng trong lúc mình giảng bài á, để mà ghi nhận những cái dấu hiệu nó cũng không có được nhuyễn. Rồi, bây giờ sư cảm ơn quý vị. Hồi nãy không biết sư nói đến cái đoạn nào rồi mà quý vị hết nghe. À, chắc là cái đoạn mà làm dấu để nhớ con đường đi lên đúng không? Rồi, ok. Thì cái cách thức của mỗi vị có một cái cách thức làm dấu khác nhau. À, trong trường hợp đó sư nhìn hai cái cây rất là lớn thưa quý vị, hai cổ cây cổ thụ lớn lắm. Nó mọc song song đối diện của cái con đường đi lên, và lấy đó làm cái điểm để mà mình ghi nhận cái đường hẻm lên, không bị lẫn lộn với những con hẻm khác. Đây Đức Pháp Đăng thì lấy cái xi măng được 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 vá ở cái thềm bước lên đầu tiên của con hẻm để làm dấu. Và trong đó có một vị cũng nói rằng là bước lên cái hẻm nào mà cứ nhìn lên trên cao thấy có cái cổng chùa ngay trên cái đỉnh cao đó là đúng con hẻm đó. Ở đây như thế nào thì đối với niệm cũng như thế đó thưa quý vị. Niệm cũng y chang vậy đó. Tức là khi nó đã sanh lên trong tâm rồi thì nó quan sát, nó ghi nhận tất cả những cái dấu hiệu của pháp đó một cách rất là đầy đủ và chi tiết. Nó không có hời hợt. Cho nên chính vì đây mà cái phận sự của nó là không có trôi nổi, cái trạng thái của nó là không có trôi nổi. Tức là khi mà nó đã làm việc, nó làm việc ghi nhận rất là đầy đủ. Đó là như vậy. Còn tưởng khác nha. Tưởng thì nó sanh lên đó thưa quý vị. Có lúc thì nó nhớ không có đúng, nhớ không có đúng. Cho nên đôi khi mà chúng ta lầm lẫn đó, người này với người kia đó. Hoặc là khi mà mình nghe một cái âm thanh, một cái giọng nói nào đó, mình cũng có thể nhầm lẫn nữa. Mình cũng có thể nhầm lẫn là người người này người người kia, hoặc là nhìn khuôn mặt cũng vậy. Nó có những cái dấu hiệu, nó có những cái dấu hiệu mà mình nhớ một cách chính xác. Cho nên những cái bà mẹ mà khi người ta, tại sao có những trường hợp chúng ta ở ngoài chúng ta nhìn những cặp song sinh đó đúng quý vị, đôi lúc mình bị lầm lẫn nhưng mà người trong nhà thân quyến hoặc là mẹ hoặc là cha của cặp song sinh đó, người ta không có lầm lẫn đâu. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì người ta có những cái điểm, có những cái đặc điểm nào đó mà người ta ghi nhớ một cách rất là chi tiết. Mà chính bởi cái sự phân biệt này, nó không thể nào dẫn đến cái sự lầm lẫn giữa đứa này và đứa kia được. Thì điều điều đó ra sao? Đối với niệm cũng thế, niệm cũng thế. Không có sự lầm lẫn được. Khi nó đã nhìn nhận rồi thì nó biết rõ đây là pháp có tội, đây là pháp không có tội. Đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, đây là điều nên làm, đây là điều không nên làm, đây là điều không nên làm. Còn tưởng thì khác, tưởng thì khác, có lúc nó trúng, có lúc thì nếu mà may mắn thì nó đúng, còn may mắn thì nó nhớ đúng, còn may mắn là không may mắn thì nó bị sai. Rồi như vậy chúng ta phân biệt được rồi đúng không? Ở trong phần chánh văn của bài học đó, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng ngài Nagasena ngài trả lời hai pháp nhưng mà hai pháp đó nó nằm ở trong bốn cái khía cạnh mà chúng ta vừa học. Ngài trả lời rằng Muôn Tâu Đại Vương, niệm có sự không lơ đễnh là tướng trạng, quý vị thấy không? Không lơ đễnh là tướng trạng, có sự nắm lấy là tướng trạng. Tức là ngài đã trả lời cho Đức Vua Nagasena về hai cái chi phần mà chúng ta học trong số những cái yếu tố khi nãy. Tức là khi mà niệm nó sanh lên rồi, nó sẽ nhận biết được, nó sẽ nhận biết được đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là có tội, đâu là không có tội, đâu là hạ liệt, đâu là cao quý, đâu là pháp đen, đâu là pháp trắng. Nó có sự nhận biết như vậy. Và nó là nền tảng của
của các pháp giác chi, các pháp giác chi, các pháp đưa đến dẫn đến giác ngộ. Sau đó ngài cũng đưa thêm cho đức vua về cái ví dụ nữa, thưa quý vị, ví dụ nữa, nó cũng ví như là một viên quan giữ kho của đức chuyển luân vương, sáng chiều đều có sự cảnh tỉnh nhắc nhở cho đức vua chuyển luân về sự vinh quang. Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ có chừng này voi nè, chừng này ngựa, chừng này cỗ xe, chừng này bộ binh, có nghĩa là nhắc nhở thống kê rất là rõ ràng, không có sự lơ đễnh chảnh mãn hời hợt ở trong đó. Rồi thế rồi ngài Nagasena ngài có cũng trả lời thêm một cái chi phần nữa, niệm có sự nắm lấy là tướng trạng. Muôn tâu đại vương, niệm trong khi được sanh lên thì xem xét các hành vi của pháp đó là có không có lợi ích. Các pháp này có lợi ích, các pháp này vốn không có lợi ích. Đối với các pháp này hữu dụng, các pháp này không hữu dụng. Do vậy, hành giả bỏ đi các pháp không có lợi ích và bắt tu tập các pháp có lợi ích. Bỏ đi các pháp không có hữu dụng và nắm lấy tu tập các pháp hữu dụng. Muôn tâu đại vương, sự nắm lấy đó là như vậy. Niệm có sự nắm lấy là tướng trạng, nghĩa là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng câu trả lời của này ngài Nagasena nó đã nằm trong tất cả những cái lời giải thích hồi nãy của sư. Hồi nãy sư giải thích còn nhiều hơn nữa kìa. Và ngài chỉ đề cập đến hai cái ý nghĩa trong đây thôi. Nhưng mà hai ý nghĩa rất là chủ chốt, quan trọng cho cái nền tảng làm rõ ràng cái thuộc tính của niệm. Đó chính là thứ nhất, phân biệt được đâu là thiện ác. Thứ hai, làm nền tảng nhận biết được các pháp nào có lợi ích và không lợi ích, để cho đó tạo cái nguyên nhân để mà tu tập phát triển theo cái hướng đó. Và ở đoạn cuối á, thì ngài xác định một câu như thế này: muôn tâu đại vương, điều này cũng được Đức Thế Tôn ngài nói đến. Này các tỳ khô, ta nói rằng niệm quả là có lợi ích về mọi mặt. Niệm đó chính là cái đoạn cuối chúng ta nghe. Thì hồi nãy sư cũng đã có nói rồi, ở trong bài kinh Thập Thượng có nói đến là eco tham mô, thế là một, thế nào là một pháp đa tác dụng, đó chính là không có chảnh mãn, không có chảnh mãn đơ đỉnh đối với các thiện pháp. Rồi như vậy chúng ta đã hiểu rõ về, đã nắm bắt được cái thuộc tính cơ bản của niệm rồi, đúng không? Kỳ thực mà nói, thật ra không có thời gian thưa quý vị. Chứ khi nói về một pháp á, nó có nhiều khía cạnh lắm. Bởi vì khi chúng ta dựa trên cái nền tảng của bốn khía cạnh là trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân gần và cái ý nghĩa gốc của một pháp đó, chúng ta còn liên hệ đến đối tượng, cảnh và trong những cái tình huống, dựa theo những cái tình huống của bài kinh nào đó mà Đức Thế Tôn ngài thuyết, để cho thấy được phương đa diện của ý nghĩa pháp đó, thưa quý vị. Nhưng do cái thời gian ở trong một buổi học của mình cũng không có nhiều, cho nên sư chỉ đem ra những cái ý nghĩa nào đó sư nghĩ rằng đó nó cần thiết nhất cho lớp học của chúng ta. Rồi bây giờ sư sẽ thêm một chút nữa. Đó là trên ý nghĩa, định nghĩa về về pháp học của niệm. Bây giờ chúng ta nói về niệm trên khía cạnh, bàn về niệm trên khía cạnh. Nói rằng pháp học và pháp hành là hai pháp chúng ta không thể nào bỏ qua được. Bởi vì nếu như mà mình bỏ ra những cái ý nghĩa về khái niệm về pháp học thì chúng ta sẽ không biết được gì hết về thông tin để mà tu tập. Và cái khả năng trí tuệ và căn cơ của mình đó, nó không phải là một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác. Cho nên chính vì vậy mình không thể nào tự ngộ ra được
cái phương lý à, cái phương thức để mà tu. Vì thế mình phải dựa vào những cái lời chỉ dạy. Bởi thế à, nên mình không thể nào bác bỏ được pháp học. Tuy nhiên á, ở trên khía cạnh thực hành đó, thưa quý vị, dựa trên nền tảng hướng dẫn của những thông tin mà mình đã biết về pháp học đó, chúng ta sẽ dễ dàng tu tập hơn. Và có một điểm nữa là ở trên khía cạnh thực tế đó, thật ra nó rất là sống động. Và thành thật mà nói, pháp học không lột hết được ý nghĩa của nó. Cho nên trong cái phương diện mà định nghĩa về một pháp chân đế, thưa quý vị, nó có một cái đặc thù là nói về dùng từ ngữ để mà bóc lột hết ý nghĩa Nam mô Bích Tha giá. Dạ con không biết. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh con không ạ? Dạ thưa, kính thưa sư huynh. Dạ rồi, chắc sư bị rớt mic rồi, sư đã đi ra ngoài rồi. Dạ. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ chắc đường đường nét của sư bị dạ con xin đạo tràng chờ chút xíu ạ. À. Sư bị rớt mất rồi. Dạ con đã thấy sư huy niệm trở lại. Dạ con kính nhân mất lại cho sư ạ. À. Dạ bên đó quý vị nghe lại chưa? Hôm nay chúng ta không có được may mắn à, không có thuận duyên cho nên vấn đề mạng ở bên đây sư nó hay bị trục trặc. À, bây giờ chúng ta tiếp. Nãy sư nói đến ở chỗ là nãy giờ chúng ta học định nghĩa theo phương diện trình bày của pháp học đúng không? Bây giờ mình nói một chút về cái khía cạnh thực tế niệm này nó làm việc ở trên thực tế như thế nào. Thì thưa quý vị, sư trình bày dựa trên những gì mà sư đã được học hỏi ở trong những cái buổi tu tập đối với các vị thầy hướng dẫn sư, cũng như có một chút xíu về kinh nghiệm bản thân để giúp ích cho những ai có cái nhu cầu tu tập. Thành thực mà nói, giữa hai lĩnh vực pháp học và pháp hành đó, thưa quý vị, đó là một cái sự khác biệt rất là xa. Xa ở đây không có nghĩa là nó không có sự liên quan. Xa ở đây chúng ta phải nên hiểu là
Sự trình bày của pháp học đó, thưa quý vị, nó chỉ là những nét đại cương thôi. Còn khi mà chúng ta thâm nhập vào cái thế giới thực chứng, cái thế giới trải nghiệm đó, thì nó rất là, và quả thật là một điều rất là đáng ngạc nhiên. Sư nhớ rằng là thầy Tejaniya cũng đã có hướng dẫn một cái bí quyết làm thế nào để mình biết được rằng là trong lúc đó mình có niệm hay là không có niệm. Trong lúc mình nói hoặc là trong lúc mình nghe, trong lúc mình suy nghĩ, vân vân, lúc đó mình có niệm, nó working, nó đang làm việc, nó đang làm việc hay là không. Thì thưa quý vị, có một cái bí quyết là mình phải nhận biết được như thế nào là thất niệm trước, như thế nào là thất niệm trước, rồi thì mình sẽ nhận biết được như thế nào là niệm nó đang working. Cái nguyên lý này thật ra nó cũng đơn giản thôi, thưa quý vị. Chẳng hạn như một người á, người ta nhận thức được đây là màu trắng thì trước hết nó phải có cái sự tương phản của nó, thì người, tức là người ta phải đối chiếu với như thế nào là đen. Một người như thế nào nhận thức được, sở dĩ chúng ta nhận thức được đây là sáng thì do bởi mình nhận thức được như thế nào là không có ánh sáng, tức là tối, tức là tối. Quả thực là như vậy, thưa quý vị. Và việc quan trọng mà trong việc phát triển tu tập á, đó chính là làm sao mình để ý, mình quan sát được niệm nó làm việc ở trong tâm của mình hay không, và cái sức mạnh của nó trong lúc mình tu tập nó ở mức độ như thế nào rồi. Cái sự quan sát của nó có sắc bén hay không sắc bén. Cái mấu chốt tu tập phát triển nó nằm ở chỗ đó thôi. Cho nên thầy thiền sư cũng có dạy rằng nếu mà chúng ta chỉ mải mê để ý đến đối tượng, hướng ra ngoài đối tượng nhiều mà không để ý đến cái sự working của những phẩm chất tâm nó đang thực hiện, thì chúng ta sẽ khó bề mà phát triển được pháp đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì việc tu tập của mình đó là mình phát triển tâm chứ không phải mình phát triển về đối tượng. Đối tượng không quan bây giờ quý vị nghe lại chưa? Ủa sao sư sư đâu có bấm rời mic đâu mà sao tự nhiên lâu lâu nó giống như nó bị mất mic quá ta. Rồi, sư cảm ơn. Cho nên cái vấn đề quan trọng ở đây đó chính là mình nên để ý nhiều hơn, mình nên để ý nhiều hơn đến cái sự vận hành của tâm khi mà nó đối cảnh. Và chính bởi cái việc này nó dẫn đến một số những cái hiểu lầm, một số cái hiểu lầm cho rằng nơi này là dạy quán tâm, nơi này là dạy quán này quán kia. Thật ra không phải là như vậy, thưa quý vị. Khi mà hiểu như vậy ta sẽ hiểu không có đầy đủ về cái ý nghĩa mà vị thầy muốn nói. Trên thực tế mình tu tập mình phải để ý hết tất cả bốn cái đối tượng. Đối tượng về thân, trong trường hợp nhân duyên sanh lên của thân. Đối tượng về cảm thọ, trong trường hợp sanh lên nhân duyên của cảm thọ.
đối tượng của tâm trong trường hợp sanh lên nhân duyên của tâm, và cuối cùng là đối tượng của pháp, là những cái sự liên quan của ba pháp trên. À, khi mà nó hòa quyện vào nhau, nó tương tác với nhau như thế nào, à, chúng ta phải để ý hết. Và cái mà mình cần phải lưu tâm nhiều hơn đó chính là mình nên để ý nhiều về cái tâm ghi nhận đối tượng, cái tâm ghi nhận đối tượng có những cái thuộc tính gì ở đó. Khi gặp đối tượng có ân đức, nó khởi lên cái sự hoan hỷ trong sạch đối với đối tượng. Lúc bây giờ mình ghi nhận, mình biết là lúc đó tính đang working, sở hữu tính đang làm việc. Khi mà mình cố gắng lắng nghe hoặc là làm những cái việc thiện công đức một cách liên tục, bền bỉ, thì lúc bây giờ mình nhìn nhận thấy cái nội tâm của mình nó không có sự chán nản trong đó, nó rất là siêng năng trong cái việc mà mình đang làm. Lúc bây giờ mình nhận biết được rằng sở hữu tinh tấn đang có mặt, nó đang working. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta nhận biết, chúng ta hiểu ra được một vấn đề gì đó, thấy được đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là đúng, đâu là sai, thì chúng ta nhận biết được rằng ở trong phẩm chất của tâm lúc đó, trí tuệ nó đang working, nó đang làm việc, nó đối cảnh, nó làm cái công việc của nó. Và niệm cũng vậy, thưa quý vị. Khi mà nó đang ghi nhận tất cả những gì đang xảy ra, nó biết rất rõ trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc xúc chạm một cách chi tiết, thì lúc bây giờ mình để ý cái thái độ của tâm đó, lúc đó mình biết được rằng niệm đang working, nó đang làm việc. Chính vì thế, tại sao mà các vị thầy, tại sao thầy Tejaniya thầy dạy là nên để ý đến cái thái độ của tâm là như vậy, chứ không phải là thầy nói rằng là chỉ có niệm tâm không thôi, không có niệm thọ, không có niệm thân. Không phải, bởi vì chúng ta không muốn niệm thân cũng không được, không muốn niệm thân cũng không được, thực tế là như vậy. Vì nhân duyên của pháp sanh lên khi mà chúng ta bước đi đó, thưa quý vị, dĩ nhiên là nó phải có cái đối tượng là thân đang di chuyển, là đối tượng. Mình không ghi nhận là không có được, nhưng mà mình để ý nhiều hơn chút về cái trạng thái tâm trong lúc nó bước đi ra sao, nó có chỉnh mãn hay không, nó có chỉnh mãn hay không. Đó là cái bí quyết đó, thưa quý vị. Để ý được điều này, thật ra chúng ta đòi hỏi cũng phải có một thời gian, chứ không phải là liền được đâu. Bởi vì tại sao? Vì rằng cái nguyên nhân cố hữu của tâm phàm phu đó, thưa quý vị, nó hay hướng ngoại lắm. Nó hay hướng ngoại lắm, cái tật của nó hay hướng đến đối tượng, nó dồn hết cái tâm huyết của nó đến đối tượng là chủ yếu. Nó ít khi nào mà nó quay ngược và là bên trong được lắm. Chính vì thế mà chúng ta phải tập một cái thói quen khác, đi ngược lại với cái tật xấu. Bởi vì khi mà con mắt chỉ có nhìn bên ngoài á, thì chúng ta sẽ không thấy được đúng hết cái tướng trạng của nó. Cũng giống như mà mình đánh giá một con người á, đúng quý vị. Bây giờ mình đánh giá bằng cái bề ngoài là có chừng lầm to. Mình thấy người ta đi xe tốt, ở nhà rộng, lớn, mình tưởng rằng đó là một người có tài sản, nhưng mà chưa chắc. Cho nên khi mà mình tu tập á, muốn biết được làm thế nào mà có niệm hay không á, thì mình phải phân biệt được những lúc mình thất niệm tâm mình ra sao, và để ý những cái thuộc tính
của tâm khi nó đối cảnh, nó làm việc như thế nào. À, nó làm việc như thế nào thưa quý vị, để ý nhiều, quay vào bên trong để ý nhiều hơn, thì từ từ chúng ta sẽ hiểu biết được rất nhiều những cái điểm quan trọng, những cái điểm quan trọng của pháp đó. Thưa quý vị, ban đầu á, thành thật mà nói, ban đầu chúng ta chưa có sự ghi nhận được một cách rõ ràng đâu, đừng nói chi những cái sở hành mà mình làm ở trong ngày, mà kể cả trong cái lúc mà mình thở đơn giản thôi, mình cũng khó có thể mà nắm bắt được đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối một cách trọn vẹn đầy đủ trong một khoảng thời gian dài. Đôi lúc chúng ta chỉ theo dõi được một vài chập tư tưởng thôi là nó bị chảnh qua cái chuyện khác rồi. Chứ đừng nói gì đến việc tu tập thiền quán, thưa quý vị, phát triển niệm á, là sáu căn của mình làm việc. Cho nên ban đầu á, theo như cái trải nghiệm của sư đã từng biết á, cái sự nhận biết của chúng ta nó rất là mơ hồ. Nó có vẻ giống như là mình bước vào một trong một cái căn phòng mà đồ đạc nó để rất là lộn xộn. Nó nhiều thứ trong đó quá. Và có thể nói rằng mình không có khả năng, mình không có khả năng để mà nhận biết rõ ràng. Ban đầu sư cũng có hơi buồn về chuyện đó. Và cũng thưa cũng đến vị thầy và thầy nói như sau. Thì nói do bởi sức mạnh của niệm chưa có mạnh, mình không thể nào mình đòi hỏi được hơn đâu. Cứ cố gắng kiên nhẫn, ghi nhận được những gì có thể theo khả năng của mình. Đừng có tự ép mình quá, hãy giữ cái sự quân bình. Bởi vì khi mà ép mình quá, nó có thể đưa ra những cái tác dụng phụ. Tác dụng phụ ở đây đó chính là những cái sự sân hận, bất bình, không vừa lòng đối với cái thành quả tu tập của mình. Rất là hay thưa quý vị, cái nghệ thuật tu tập phải nói là cả một cái, dạy cho mình một cái cách sống, giữ cái nội tâm của mình ở một cái trạng thái nó rất là điềm tĩnh, sáng suốt, cân bằng, rất là hay. Thì cứ như vậy từ từ mọi thứ nó sẽ khác thưa quý vị. Đến một lúc nào đó, cái sự ghi nhận của mình đó về những gì đang xảy ra, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó rất là sắc bén, nó sắc bén hơn, nó sắc bén hơn, nó có thể nhận biết được tâm lúc đó ghi nhận nó có niệm hay không có niệm, và nó ghi nhận với cái trạng thái rõ ràng hay là mơ hồ, rõ ràng hay là mơ hồ. Mà mình để ý, mình cứ để ý như vậy, mình cứ để ý như vậy, từ từ nó sẽ tốt hơn. À, cho nên chính vì thế mà sư mới nói á, là giữa hai lĩnh vực của pháp học và pháp hành thưa quý vị, tuy nó có liên quan với nhau nhưng nó cả cả là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế mình định nghĩa như vậy, nhưng mà khi mà áp dụng vào trong thực chứng thì mình biết không có nhiều lắm về pháp đó đâu, mình biết không có nhiều lắm về pháp đó đâu, mình biết không có rõ lắm về pháp đó đâu. Có nhiều những